Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số đài miền Trung hôm nay, thứ hai ngày 30 tháng 11. Xổ số miền Trung hôm nay có các đài Thừa Thiên Huế và đài Phú Yên. Kết quả quay thử xổ số miền Trung: giải 8, đài Thừa Thiên Huế 4-5, đài Phú Yên 8-7. Giải 7, đài Thừa Thiên Huế 7-8-5, đài Phú Yên 2-7-6. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay.